rồi. Ta đã trải qua gió sương vắng ba bụi trần, hãy vẫn lại sau những năm tháng mệt nhoài. Cứ vui tươi cười hoài, đời giống như bức tranh thêm màu sắc tươi. Đoạn đường kia phủ lắm trong gai, gió sương bụi bờ tương lai đang chờ. Thì anh xin nguyện yêu em dù có thế nào. Ngàn hương hoa tỏ thắm nhân gian, nắng kia nhẹ nhàng chờ em đến, có em bên đời thấy ôi sao bình yên. Mong thời gian sẽ mãi ngưng lại, sẽ mãi cho em tình yêu, mãi cho em bài ca, mãi cho em những điều đẹp nhất trên đời. Ngàn vì sao sẽ minh chứng tình anh với em. Mong đến khi ta gặp nhau, nhắn tin hôn thằng em, trái tim sẽ chung nhịp từ phút giây này. Mong ta mãi bên nhau, nguyện sẽ không thay đổi lòng. Bạn tình ơi, ơi bạn tình ơi, sân phố mênh mang ngát mây nhẹ nhàng. Bạn tình ơi, ơi bạn tình ơi, sưởi ấm trong nắng chan hòa. Bạn tình ơi, ơi bạn tình ơi, ta sẽ lên xe đón em về nhà. Bạn tình ơi, ơi bạn tình ơi, sẽ không rời xa. Anh ơi có bao nhiêu, bao mươi năm cuộc đời, thương anh em không đổi dời nên đừng nói chuyện buông lơi. Nhà anh thì ở sân dưới, còn em ở bên kia sông. Quê em thì chẳng có gì ngoài đặc sản cá cô đồng. Anh chịu làm chồng em không nói để em còn chờ mong. Thành thị bốn ba mình lắm thôi ở lại cùng em vuông chồng. Em đã đến tuổi cưới chồng nhưng chỉ chờ đợi anh qua. Ba em thì cũng không khó, chỉ cần anh mang lễ đến nhà. Em nào rồi cũng lớn lên chờ đến ngày đóng bông kết quả. Em cua anh cả năm rồi chẳng chờ gì anh không mệt hả? Hey. Trải qua gió sương vắng ba bụi trần, hãy vẫn lại sau những năm tháng mệt nhoài. Cứ vui tươi cười hoài, đời giống như bức tranh thêm màu sắc tươi. Đoạn đường kia phủ lắm trong gai, gió sương bụi bờ tương lai đang chờ. Thì anh xin nguyện yêu em dù có thế nào. Ngàn hương hoa tỏ khắp nhân gian, nắng kia nhẹ nhàng chờ em đến, có em bên đời thấy ôi sao bình yên. Mong thời gian sẽ mãi ngưng lại. Cậu mở luôn à? Cô dâu chú rể mời cậu mở uống đi rượu mừng cho hai con, hai em. Uống mừng cho hai con. Em xin tấm ảnh nha. Đây 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 anh ơi. Nếm môi được ơi. Cậu tên gì? Cậu tên gì? Dạ tên Diễn. Hả? Tên Diễn. 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 À. Rồi cột tay có gì không? Không. Cậu Diễn cột tay chiếc nhẫn. Cột tay hai chiếc nhẫn cho cô dâu chú rể. Cậu mở cột tay hai chiếc nhẫn. Thôi. Cô dâu chú rể hành lễ. À. Nhất lễ rồi. Nhị lễ xong. Rồi tiếp theo, kế tiếp. Để uống ly rượu mừng cho hai con. Mà quá gì chàng thai Simi nhanh thiệt. 1 phút 30 giây. Ờ sẽ ai ý ra tiệc tiệc quay hỉ chiêu. Nhìn thôi. Anh. Đây anh chị nhìn qua máy này. Đây tập trung. Rồi, xong. Rồi. Rồi ai ý ra tỉa bạc siêu. À, dì Trang với Dượng cột tay. Hai mỗi người hai chiếc nhẫn. À, cô dâu một chiếc. Chú rể một chiếc. À, chú rể một khâu. Rồi anh đưa tay qua nhìn chú rể nha. Rồi. Rồi cô dâu chú rể hành lễ nhất lễ. À, nhị lễ xong. Rồi tiếp theo. Dứt kiểm. Uống ly rượu mừng cho hai em, hai con. À, mời cụ Huy.
Thôi mà hoang, bà chủ ạ. Đây 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 đây. Rồi. À, cậu mở chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Ừ. Rồi củ kiểm cột tay 2 triệu. À, cô dâu chú rể với củ kiểm hành lễ nhất lễ nhị lễ củ kiểm 2 triệu. Rồi cô dâu chú rể mời cụ Lộc uống ly rượu mừng cho hai con. Rồi, rồi cụ Lộc cột tay. Cụ Lộc cọc tay 2 triệu. Rồi. Rồi cô dâu chú rể hướng về cụ Lộc hành lễ nhất lễ. Rồi nhị lễ. Nghe những lời tốt đẹp của cụ Lộc. Rồi xong. Cô dâu chú rể mời cô Út uống ly rượu mừng cho hai con. Rồi. Rồi cô Út cọc tay. Cô cọc tay 2 triệu. Mày, anh Hải gửi cho nó. Anh Hải gửi cọc tay cho hai em 1 triệu. Rồi cô dâu chú rể hướng về cô Út hành lễ, nhất lễ. Rồi nhị lễ xong. Hai chị hai uống ly rượu mừng cho hai em. À, mời chị hai, mời anh hai. Cái này phải cạn ly hết à. Rồi. Rồi anh hai chị hai cột tay. Anh hai chị hai cột tay 200 tiền Canada. Rồi cô dâu chú rể hướng về anh hai chị hai hành lễ nhất lễ. Nhị lễ. Rồi xong. Cô dâu chú rể mời anh hai Thịnh, anh chị hai Thịnh uống ly rượu mừng cho hai em. Rồi mời anh Thịnh. Cho chị dâu. À. Rồi anh hai Thịnh cột tay. Anh hai Thịnh cột tay 1,500. Rồi cô dâu chú rể hành lễ nhất lễ. À, nhị lễ. Rồi xong. Cô dâu chú rể mời cha mẹ uống ly rượu mừng cho hai con. À, cô dâu mời cha chồng và má chồng uống ly rượu mừng. Rồi. Rồi qua luôn. Rồi đúng ạ. Rồi để xuống. Rồi ba mẹ, ba má cột tay, cho chiếc lắc cho cô dâu, cho chiếc nhẫn cho chú rể, ba cho chiếc nhẫn cho chú rể, mẹ cho chiếc lắc cho cô dâu. Rồi cô dâu chú rể hành lễ. Rồi cô dâu chú rể hành lễ. Rồi xong chưa? Rồi nhất lễ, nhị lễ. Rồi cái tiền cột tay tổng cộng là 14 triệu với 200 tiền Canada. Kìa kìa, ai hồi chó gạch bàn tí, chó gạch nghèo tí. Chó 10 triệu cho làm vốn hay cho hết. Có ba mẹ có nhã ý là tặng cho 14 triệu với tiền Canada 200 để con làm vốn, nhất vốn, dạng lời. Cô dâu chú rể mời cô Mai uống ly rượu mừng cho hai con. Rồi. Rồi để xuống. Rồi cô Mai cột tay. Có nhớ không? Cô gửi cho tao lì xì đỏ nha. Rồi chúc thầy con trăm năm hạnh phúc. Chưa mới. Rồi cô Mai gửi 2 triệu cột tay cho hai con. Rồi cô hai con bây giờ nhất hành lễ. Nhất lễ. Hành lễ.
rồi hôn để tới đây kết thúc. Mời bà con 11 giờ dự tiệc ở nhà hàng Vinh Ký sảnh 1. Rồi, kết thúc. Người yêu ơi, anh vẫn thầm mơ một ngày mai, tay nắm tay bước trên con đường dài, sẽ mãi yêu nhau hoài và suốt kiếp sẽ mãi chẳng rời xa. Ngày hôm qua, khoảng cách chúng ta vẫn còn xa, anh với em như kẻ xa lạ, rồi một giấc mơ nhầm lòng mang em đến bên đời anh. Hãy để cho anh được yêu em. Chân trời với những yêu thương dành cho người, gửi ngàn lời yêu đến em, hai ta sẽ một nhà. Giấc mơ nhỏ.